Trong chương trình thăm chính thức Australia, sáng nay ngày 7 tháng 3 tại phủ toàn quyền, thủ đô Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng với phu nhân đã hội kiến toàn quyền Australia David Hurley và phu nhân Linda Hurley. Bày tỏ vui mừng gặp lại ngài David Hurley và phu nhân, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo chủ chốt Việt Nam tới ngài toàn quyền và phu nhân. Chúc mừng Australia đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngài David Hurley nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4 năm 2023, bày tỏ mong muốn sớm trở lại thăm Việt Nam. Hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hợp tác giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân, đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định đây là dấu mốc quan trọng cho việc đưa quan hệ Việt Nam-Australia phát triển sâu sắc và mạnh mẽ hơn nữa, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới. Sau cuộc hội kiến, toàn quyền Australia David Hurley đã đích thân lái xe điện đưa Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham quan phủ toàn quyền. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Australia tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, làm việc và học tập tại Australia, duy trì tiếng Việt và truyền thống văn hóa Việt, tạo thuận lợi về thủ tục cho học sinh, sinh viên Việt Nam và hoan nghênh các công dân Australia sang học tập, làm việc, kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Toàn quyền Australia đề nghị Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các trường đại học lớn của Australia mở cơ sở đào tạo tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng 7 tháng 3 tại nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và hôn thê đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức Australia. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công. Hai nhà lãnh đạo đã công bố nâng cấp quan hệ Việt Nam-Australia lên đối tác chiến lược toàn diện. Hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm chính thức Australia, Thủ tướng Anthony Albanese đánh giá chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, ghi dấu mốc mới trong quan hệ hai nước sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh giá cao sự đóng góp tích cực của đoàn Việt Nam vào thành công chung của hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo của Việt Nam tới Thủ tướng Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo của chính phủ, nhân dân Australia và cá nhân Thủ tướng Anthony Albanese dành cho đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Australia đã tổ chức thành công hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Australia. Trên tinh thần chân thành, tin cậy, hai nhà lãnh đạo nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện, nhất trí cùng phối hợp chặt chẽ để thực hiện 6 phương hướng lớn nhằm đưa hợp tác trên các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất hơn. Cụ thể là tin cậy chính trị, ngoại giao cao hơn, chiến lược hơn, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư bao trùm, thực chất, hiệu quả hơn. Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh mạnh mẽ hơn. Hợp tác văn hóa, giáo dục đào tạo và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn diện, sâu sắc hơn. Giao lưu nhân dân, kết nối giữa các thế hệ rộng mở và chân thành hơn. Hiểu biết, thông cảm và chia sẻ nhiều hơn về hợp tác an ninh quốc phòng. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí tiếp tục ủng hộ lẫn nhau và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao quan điểm của Australia về ủng hộ thượng tôn pháp luật quốc tế ở khu vực và giải quyết tranh chấp tại Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã trao tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia, chứng kiến lễ trao 11 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, gìn giữ hòa bình, bảo vệ người tiêu dùng, xúc tiến thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, tài chính, ngân hàng,
nghiên cứu khoa học để phát triển nông lâm thủy sản, lao động, tài nguyên môi trường và năng lượng khoáng sản. Thủ tướng Anthony Albanese và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc họp báo chung thông báo với báo giới kết quả hội đàm, trong đó công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng và tin tưởng việc chính thức nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Australia, quan hệ hai nước bước sang một chương mới với những nội hàm hợp tác thực chất hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn trên các lĩnh vực, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong chương trình thăm chính thức Australia vào chiều 7 tháng 3 theo giờ địa phương tại thủ đô Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyles. Thủ tướng cảm ơn Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyles đã dành cho đoàn sự tiếp đón nồng hậu, chu đáo, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, mong sớm đón Chủ tịch Thượng viện Sue Lyles thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam ngày nay đạt được nhiều thành tựu phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, chưa bao giờ có được tiềm lực, uy tín, vị thế như hiện nay. Có được những thành công này, một phần nhờ sự hợp tác hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Australia. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Australia đã luôn hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua với những dự án công trình cụ thể, hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng chống COVID-19 trong lúc khó khăn nhất, góp phần giúp Việt Nam trở thành một trong những nước có tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao nhất trên thế giới. Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lyles nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính, cho biết sẽ sớm thăm Việt Nam và chuyến thăm là để thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội ký năm 2022. Nhắc lại những ấn tượng hết sức tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam trong những lần thăm trước đây, Chủ tịch Thượng viện Sue Lyles tin tưởng mạnh mẽ vào sự phát triển của đất nước Việt Nam cũng như tương lai tươi sáng của quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí thắt chặt hơn nữa ngoại giao nhân dân, hợp tác chống biến đổi khí hậu, mở đường bay trực tiếp để mở rộng hợp tác giáo dục và đào tạo, du lịch. Hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề cùng quan tâm như bình đẳng giới, hỗ trợ các nhóm yếu thế, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, người khuyết tật. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai quốc hội tiếp tục triển khai đầy đủ thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Australia, được ký kết nhân chuyến thăm chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ năm 2022, mong muốn Quốc hội Australia hợp tác với Quốc hội Việt Nam, ủng hộ các thỏa thuận được ký kết giữa hai nước để mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ mong muốn Nghị viện Australia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, đóng góp cho sự phát triển của Australia và quan hệ hai nước. Vào tối cùng ngày theo giờ địa phương tại Canberra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và phu nhân Lê Thị Bích Chân đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Với hơn 350.000 người, cộng đồng người Việt Nam tại Australia là một cộng đồng lớn. Người Việt Nam phát triển trên nhiều lĩnh vực, thành lập nhiều hội đoàn, hoạt động rộng rãi trên khắp Australia, nhất là mạng lưới doanh nhân, các trí thức, chuyên gia, sinh viên, lưu học sinh, có những đóng góp tích cực về mặt chính trị, kinh tế, văn hóa cho sở tại và đóng góp vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Australia. Đại diện cộng đồng người Việt tại Australia bày tỏ vui mừng, tin tưởng, tự hào trước bước phát triển vượt bậc, tương lai ngày càng tốt đẹp và vị thế vai trò ngày càng được nâng cao của đất nước trên trường quốc tế. Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước với cộng đồng người Việt ở nước ngoài, trong đó có bà con người Việt tại Australia. Bà con Việt Kiều cũng đề xuất với Đảng, Nhà nước xem xét quy định cấp hộ chiếu căn cước cho người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài, thành lập các cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại Australia để thúc đẩy hợp tác, thành lập giải thưởng khoa học và có cơ chế đặt hàng đưa chất xám của cộng đồng người Việt ở nước ngoài về nước, thiết lập kênh để giới thiệu nhân lực có chuyên môn sâu, được đào tạo bài bản ở nước ngoài, phục vụ phát triển đất nước. Sau khi các bộ trưởng phát biểu về việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Australia và giải đáp các kiến nghị, đề xuất của kiều bào. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ xúc động trước sự có mặt của đông đảo kiều bào và những phát biểu của đại biểu tại cuộc gặp, thể hiện trách nhiệm cao, tình cảm chân thành, truyền cảm hứng, tạo động lực cho các thành viên đoàn công tác tiếp tục nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Điểm lại những dấu ấn thành tựu phát triển đất nước, Thủ tướng cho biết, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.
Trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng tích cực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Australia. Chia sẻ với kiều bào những yếu tố nền tảng, những nét lớn trong đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu đất nước hùng cường thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam-Australia vừa nâng cấp quan hệ ngoại giao lên mức cao nhất, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việc triển khai khuôn khổ mới này cũng sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người Việt tại đây. Cho biết, trong các buổi tiếp xúc, lãnh đạo Australia luôn đề cập đánh giá cao cộng đồng người Việt tại Australia. Thủ tướng đã đề nghị Australia xem xét công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Australia là dân tộc thiểu số của Australia. Thủ tướng khẳng định Đảng Nhà nước luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt ở nước ngoài, mong bà con tiếp tục đồng sức đồng lòng, chung tay xây dựng một cộng đồng đoàn kết phát triển vững mạnh, nêu cao lòng tự hào dân tộc, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hội nhập tích cực, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở nước sở tại, tiếp tục làm cầu nối ngày càng vững chắc trong quan hệ song phương, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, hướng về cội nguồn, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tiếp tục quan tâm với tinh thần coi công việc của bà con như việc nhà mình, coi bà con như người thân ruột thịt của mình để làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể là đối với cộng đồng người Việt Nam tại Australia.